Chào mừng các bạn nhỏ và quý phụ huynh đến với chương trình Chúc Bé Ngủ Ngon của One Way Radio. Chào mừng các bạn nhỏ đang đến với chương trình Chúc Bé Ngủ Ngon của One Way Radio. Chị Giọt Sương mến chào các bạn nhỏ thân thương của chương trình nè. Chị bé ơi, các em đang làm gì đấy? Ngày hôm nay của các em như thế nào? Đi học có vui không? Các em có ngoan ngoãn và vâng lời ba mẹ không nè? Mấy hôm nay, chị Giọt Sương thấy thời tiết rất là thất thường và có vẻ oi bức quá. Các em nhớ gìn giữ sức khỏe nha. À, cho chị Giọt Sương hỏi nhỏ tí nha. Không biết là các em sợ con vật nào nhất ha? Chị Giọt Sương thì sợ nhất là con giun đất vì thấy nó rất là ghê. Chị biết là các bạn, mỗi bạn thì có những nỗi sợ khác nhau. Bạn thì sợ con gián, bạn thì sợ con chuột. Nói chung là có nhiều nỗi sợ lắm. Và các em có biết không, dân Israel ngày xưa cũng từng trải qua một nỗi sợ kinh hoàng đối với một loài rắn độc. Loài rắn này có tên gọi là rắn lửa vì nó khiến cho những người bị cắn phải vô cùng đau đớn và có cảm giác như là bị đốt vậy đó, đến mức mà phải tử vong luôn. Các em có tò mò muốn biết sự cố kinh hoàng này đã xảy ra như thế nào không nè? Hãy cùng lắng nghe với chị Giọt Sương nhé! Ngày xưa, nhiều năm sau đó, dân Israel lại cố gắng tiến vào đất hứa Canaan. Họ đã nghiên cứu, thấy có một con đường đi ngang qua đất nước Edom. Môi-se đã gửi sứ giả đến vua nước Edom, nói rằng: "Xin vui lòng cho phép chúng tôi đi ngang qua đất nước của ông. Chúng tôi sẽ không làm hại đất nước và dân tộc của ông. Chúng tôi chỉ đi ngang trên đường mà không xây qua bên phải hay bên trái. Chúng tôi cũng không uống nước từ các giếng của dân sự ông, trừ khi chúng tôi trả tiền cho nước chúng tôi sẽ dùng." Nhưng vua nước Edom đã từ chối lời thỉnh cầu đó. Vì thế, dân Israel phải đi vòng quanh nước Edom. Trong khi đi vòng quanh một chặng đường thật dài, dân sự lại đổ lỗi cho Môi-se. Họ nói: "Tại sao ông lại đưa chúng tôi đến đây cơ chứ, nơi mà chẳng có nước và lương thực, ngoại trừ thứ mana chán ngán tới cổ này. Chúng tôi ước gì mình đã ở lại Ai Cập." Đức Chúa Trời đã khiến cho những con rắn độc đến giữa vòng dân sự. Những con rắn này được gọi là rắn lửa, bởi vì khi bị chúng cắn, người ta sẽ thấy như bị đốt, sưng lên rất nhiều và khát nước dữ dội. Nhiều người đã chết vì bị rắn lửa cắn. Bây giờ, dân sự thấy tội lỗi của họ trong việc nói chống nghịch lại Môi-se vì họ đã thực sự nói chống lại Đức Chúa Trời. Họ xưng nhận tội lỗi của mình và kêu cầu Môi-se cầu xin Đức Chúa Trời làm những con rắn lửa này biến mất. Môi-se đã cầu nguyện cho dân sự như nhiều lần trước đây. Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện của Môi-se và phán rằng: "Hãy làm một con rắn và đặt nó trên một cái trụ mà dân sự có thể nhìn thấy nó. Nếu ai bị rắn lửa cắn thì hãy nhìn lên con rắn ở trên trụ đó, người đó sẽ được sống." Môi-se vâng lời Đức Chúa Trời và làm một con rắn bằng đồng. Tất cả những người nhìn lên con rắn bằng đồng này đều được chữa lành. Không lo sợ, đâu ốm em không lo sợ. Tin cậy nơi
Wow, thật là kỳ lạ quá phải không các em? Làm sao mà một vật vô tri vô giác có thể chữa lành cho nhiều người được? Hay quá các em nhỉ? Chỉ có quyền năng của Đức Chúa Trời mới có thể làm được điều đó. Ngài vẫn luôn quan tâm, săn sóc dân Israel dù họ như thế nào. Chúa uy nghi, quyền năng. Ngài phẫn nộ đối với những điều không công chính, với những điều gian ác. Nhưng Ngài cũng thật nhân từ và giàu lòng thương xót, phải không các em? Chúa chẳng bỏ quên dân sự của Ngài bao giờ khi họ biết ăn năn và kêu cầu cùng Chúa. Các em cũng hãy nhớ nhé, dù mình phạm tội như thế nào, nhưng khi mình biết xưng tội, ăn năn từ bỏ lỗi lầm đó, thì Chúa sẽ tha thứ và giúp đỡ cho các em đó. Đã đến lúc chị Giọt Sương phải chào tạm biệt các bạn nhỏ của chương trình rồi. Mọi thắc mắc hay là lời nhắn gửi, các em hãy chia sẻ với chị Giọt Sương qua số điện thoại 0932 656 141 hoặc thông qua website fanpage của OneWay các em nhé. Còn bây giờ thì chúc các em ngủ ngon. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.